đường chạy không biết nữa. Quá rồi, quá lố rồi. Hốt hả? Turn left onto Emery Street. Em điểm nhớ chưa tới hả? Cho nó nét bông. Dạo này xăng rẻ nè. Ăn thử cái trái của hồi nãy nó rụng coi. Dạ cái trái nãy nó rụng á, em đưa chị đó. Đúng rồi. Rồi cắt ha. Rồi. Cặp cái bên luôn. Đúng rồi. Còn hắn đứng vô cái hắn thấy cái người của hắn không à? Muốn lên hình mà. Muốn lên hình. Cái kèm đó bán gì ha? Chị có mua thường thường có mua kèm nó xài không? Không. Kèm bán. Ừ. Cái kèm đó em xài năm mấy rồi đó. Cái kèm kia hôm với bộ mới. Hồi trước lúc em mới mua lại mua trong hôm với bộ không á. Nhưng mà không biết sợ gì mua cái cây đó nó cắn cắt một cái nó dính, lại. Đúng rồi. Còn này em xài năm mấy thằng hai. Nó dính lại cái gì? Phải tháo ra. Cái này như bữa anh mua nhiêu tiền ba? Ừ. Mình để đại ở ngoài cũng được, hồi sắp vô cái mình điếm thử được như trái luôn. Không, cái này không phải bưởi ổi. Bưởi ổi em biết, tại nhà ngoại có bưởi ổi. Bưởi ổi nhiều lắm. Đẹp. Mà đáng lý gian giờ cũng trễ Tết rồi ha. Ừ. Cũng gầm, cặp này quá chừng bự luôn nè. Đó. Nhân tài nằm trong lá ổ. Chị cắt cho sách thôi thôi. Mà đừng có chắc đầy quá, hồi mất công mở ra điếm lại. Để đại ngoài đó. Cắt hai trái đi cho em. Công chồng nên cho hái đó. Tôi nãy mặt là công chồng cho hái đó. Cái thôi nữa than vãn là tôi chồng mà tôi không được hái trái nào. Dạ hái luôn. Cắt xuống tay ha. Mà cái kéo này ngon. Đây nè, chụp cái hình kia ống mua cây. Đây nó gửi hình qua cho. Cái lại cái website á. Trồng thì cực nhưng mà lúc thu hoạch là sướng. Trời, mỗi năm cắt ra cái đủ nguyên cái đó đó. Bằng như tháng nguyên cái rượu đó. Cái kêu người lại lấy mấy trái. Chị trồng thêm mấy cây đi chị.
Đây nè, đây nè. Trái này còn hơi xanh đó. Trồng thêm mấy cây hái lần cho nó đã. Đây nè. Cái trái gì lần? Nó nhỏ nhưng mà nó chín. Ném ném vậy. Ừ, đúng rồi. Ngày đem qua cái góc trái này trên này đang lấy rồi, mấy trái này phải để theo tùng trái ngoài này chứ. Rồi trái kia em để lại nha, nó chưa có chín lắm và còn cái này nhỏ lắm, nhỏ mà nhẹ nữa. Cái chín nó rụng cuống. Xin chào cô chú và các bạn. Thì đã hái bưởi xong rồi, bây giờ đem về nhà ha. Trái nhỏ, trái bự gì cũng hái hết nha. Tại vì bây giờ là giữa tháng 2 rồi, cây bưởi nó cũng đang ra chồi ra bông mới cho năm sau á. Nếu mà mình không hái thì năm sau nó sẽ không có sai trái. Cho nên là hái xuống hết ha.
trái này ngon nè, trái này chín đây nè, trái này chưa có được chín lắm. Được 1, 2, 3, 4, 5 thùng. 5 thùng là hồi nãy đếm là sơ sơ là khoảng 50 trái. Mà hôm trước Tết là hái trước nửa cây để trưng Tết á. Là cây bưởi năm nay khoảng trên được gần 150 trái. Năm nay trái hơi nhỏ mà không có sai trái giống như mấy năm trước. Thì ở đây có khoảng chừng 50 trái bưởi nha. Thì giờ mình sẽ lựa mấy cái trái bự và mấy trái chín, nhiều thì mình để tặng cho bạn bè, còn mấy cái trái nhỏ nhỏ thì mình để lại mình ăn ha. Ví dụ như cái trái này nè, cái da của nó gám, mình cầm nặng thì cái trái nó sẽ ngon nha. Trái này nè, chín nè, nặng quá chừng luôn.